Chào các bạn, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh xe máy của Vinh Nguyễn nha các bạn. Và trong cái video clip hôm nay á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái cách khắc phục cái tình trạng mà lồng ghép với các bạn. Lồng ghép nhưng mà không phải do lỗi do cao su ghép và bạc ghép các bạn. Thì nó do cái cốt. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em thợ cái cách mình khắc phục tại nhà, tại tiệm mình không cần phải tháo sườn rồi đem đi ra thợ tiện đóng bạc nha các bạn. Đây các bạn, đây là một cái con xe đi rừng, đó là con trâu chiến đó các bạn, trâu chiến của người ta đi rừng đi rẫy các bạn, chuyên chở cho nó được nhiều á. Thì cái xe này, con xe này các bạn, nó đang bị cái tình trạng là lồng cái ghép này các bạn, chạy đi vài chuyến về là nó cái ghép nó có độ lỏng như thế này. Đó, nó có độ rơ lỏng giống như cái tình trạng mà hư cái cao su ghép này các bạn. Đó, rơ giống như cái tình trạng đó, nhưng mà khi mình siết vô không phải hư cao su ghép nha các bạn, nhưng mà xe này là ngược lại, nó không phải hư cao su ghép. Khi mình siết ốc chặt vô chạy được một hai hôm thì nó vẫn sẽ bị lỏng trở lại nha các bạn. Thì cái nguyên do là do cái cốt này này các bạn, cốt này nó bị lỏng này, nó lỏng các bạn, cốt này nó bị lỏng. Như cái cách mình ngày xưa mình thường khắc phục ấy là mình phải tháo hết, mình rã hết cái xương này ra, mình đem ra thợ tiện, họ tiện một cái bạc họ đúc thẳng từ bên này qua luôn nha các bạn. Thì cái cách đó là an toàn nhất, rất là an toàn luôn. Các bạn đem theo cái ghép như thế này nữa này các bạn, đem theo ghép thợ tiện họ đo họ làm rất là chuẩn xác. Nhưng mà cái cách đấy thì nó rất là tốt rồi, rất là tốt, rất là hữu nghiệm đó. Nhưng mà mình thì không lẽ cứ mỗi lần hư cái bạc, hư cái này rơ như thế này thì mình rã hết cái sườn ra thì nó cũng rất là tốn kém và cũng rất là mất công mình. Thì trong video clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái cách khắc phục nhưng mà tại nhà, tại tiệm mình, nhưng mà nó cũng rất là đơn giản nhưng mà cũng không kém phần chất lượng nha các bạn. Đó, nó cũng sẽ rất là chất lượng. Thì cái trục này, cái xe này là cái xe độ này các bạn, xe mình độ chớ để mình chở tải được nhiều á, thì nó lên cái trục 12 này các bạn, nó là lên cái trục 12 rồi này. Thì lúc trước mình đã khoan cái lỗ, lúc trước là họ đã khoan cái lỗ to ra lên 12 này các bạn, đã đúc được cái dừa cái trục ghép này này, ghép 12, ghép to ghép dài này các bạn. Đó, to ghép dài này bắt được hai cái nhúng này các bạn, dài hơn ghép này dài hơn, đỡ chuyên chở được nhiều hơn các bạn. Rồi cái yên nó dài ra thêm thì ghép nó dài ra, yên dài ra thêm thì mình có chở thợ chở được nhiều hơn, nó khỏi bị quơ xe giật xe đó các bạn, khỏi bị bóc đầu á. Thì cái trục này nó hư này, cái xe này, cái trục này nó đã bị mòn rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thay một cái trục mới luôn, mua một trục mới thay này. Thì trục 12 này các bạn, trục 12 thì mình các bạn mua cho mình hai cái cục canh trước này các bạn, cục canh của đâm trước này các bạn, cục canh của đâm trước 12 này. Tại vì xe này là nó đang xài trục 12 thì mình mua trục trước của xe Dreamway cũng được nha các bạn. Thì nó xài trục 12. Còn nếu như những cái xe mà xài trục 10 đó các bạn, thì các bạn nên mua cái cục canh đùm trước của Sirius này, hay là Win nào đó các bạn. Thì nó xài trục 10 thì các bạn bỏ vào, thì các bạn cứ đặt vào như thế này này. Đó, để các bạn cố định thì các bạn xỏ luôn cái trục qua. Rồi các bạn siết ốc lại nha. Bây giờ mình sẽ thử ha, xong rồi các bạn hàn chặt lại, rồi các bạn đo cái ghép bao nhiêu rồi các bạn cắt ra. Rồi bây giờ mình sẽ thử đúc cái này vô này. Và bên kia luôn nha các bạn.
Tránh cái tình trạng mà nó bị lệch cái này này các bạn, nó bị lệch cái cục canh này, nó không cân xứng, nó không chính, thì các bạn nên dàn eru chặt lại nha, các bạn cong eru lại. Rồi các bạn tiến hành hàn cái phần này này các bạn, hàn cái phần này thật chắc lại nha. Đó, hàn thật chắc. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn demo thử cho các bạn xem, rồi hàn hai bên luôn nha các bạn. Rồi mình sau đó mình sẽ đập ra, rồi mình sẽ đập cái viền hàn ra các bạn, rồi mình sẽ hàn thật chắc vào, buộc thật chắc vào. Bây giờ là mình sẽ hàn thử hai bên cho các bạn xem nha. Nhìn nó rất là đẹp luôn không các bạn, khi mình đặt cái giày này nó nhìn nó rất là đẹp luôn, rất là chắc luôn.
Ở đây các bạn, đỡ tránh mất thời gian các bạn, thì mình đã chấm bon như thế này nè. Rồi xíu nữa mình sẽ hàng hàng chắc lại sau nha các bạn. Đó, mình sẽ gỡ hết những cái gian hàng này ra này các bạn. Rồi mình sẽ hàng chắc lại một lượt ở sau này. Bây giờ mình sẽ thử tháo cái con mai ru này ra nha. Thử tháo ra. Đây các bạn, và sau khi mình đã hàng xong thì nó đã được như thế này này các bạn. Thì cái độ rơ của nó thì nó không còn nữa này các bạn. Đó, nó rất là vừa luôn nè. Độ rơ của nó không còn nữa. Mà nếu như mình hàng cục canh này này các bạn. Đó, thì nó lại vừa đẹp này. Đó, vừa đẹp vừa ngon vừa bổ vừa rẻ luôn các bạn. Rồi. Rồi, khi các bạn mà hàng xong xong hết cái phần này này các bạn, thì các bạn nên đo đo cái ghép, cái chiều ngang của cái ghép bên này các bạn nó như thế nào, thì các bạn cắt bớt đó, cắt bớt cho nó đều, rồi các bạn bỏ ghép vào, như vậy là ok rồi nha các bạn. Thì mấy hôm nay mình không ra clip cho anh em coi các bạn xem được á, thì tại vì nhà có việc, vợ mình sinh đó các bạn, thì mình nghỉ mấy hôm nay, mình không có xe hoặc là không có cái điều kiện để mình ra video clip cho các bạn xem được. Thì mong các bạn và anh em bỏ qua thông cảm cho mình nha. Thì hôm nay cũng công việc thì cũng bận túi bụi, nhưng mà mình cũng cố gắng để mình làm một cái clip, sẵn có cái cơ hội mình ra gấp này ra các bạn, khắc phục cái tình trạng này mình sẽ làm clip cho anh em xem luôn. Xin chúc anh em và các bạn, tất cả mọi người thao tác thành công nha. Và nếu yêu mến Vinh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Vinh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.